Hôm nay thầy hướng dẫn các em làm bài thực hành tạo cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy trên Access. Đầu tiên chúng ta mở Access lên và chúng ta tạo len database ha. Chúng ta tạo cơ sở dữ liệu luôn ở trong cái thư mục của chúng ta. Thì nội dung cái cơ sở dữ liệu quản lý giờ dạy chúng ta thì có bảng T năm học, T học kỳ, T môn học, T lớp học, T trường, T học hàm, T giáo viên và T giảng dạy. Thì tổng cộng chúng ta có 8 bảng. Thì cái cách mà tạo một cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đó là đầu tiên là ta sẽ tạo ra cấu trúc của từng bảng. Cái bước thứ hai là ta đi tạo mối quan thứ hệ, tạo mối quan hệ hoặc là tạo cái ràng buộc toàn vẹn. Cái bước thứ ba là chúng ta đi nhập dữ liệu, và sau khi nhập dữ liệu thì chúng ta tiến hành là tạo view, làm các chi vấn liên quan đến bài tập. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái bảng là T năm học, bảng T học kỳ, T môn học. Chúng ta nhấp vào là design table thì ta có là mã năm học, thì chúng ta là test, thì ở trong cái bộ office 2003 thì nó là short test, thì chúng ta cho nó là 9 ký tự. Nó khóa 9 thì ta nhấp vào, chuột phải vào, ta đặt primary key rồi sau đó ta lưu lại. Bảng này là bảng T năm học. Sau khi ta tạo xong thì nhìn bên table ta thấy là bảng tên năm học, ta đóng nó lại. Tiếp tục ta tạo bảng thứ hai là bảng T học kỳ, thì ta có mã học kỳ, đó là test 3 ký tự, ta chọn phía dưới là 3 ký tự. Sau đó là tên học kỳ, nó là test 50 ký tự. Và khóa chính của ta là mã học kỳ, ta đặt nó là primary key và tu luôn lại, ta đặt tên nó là T học kỳ. Ta được bảng thứ hai. Tiếp tục ta tạo ra một cái bảng thứ ba là T môn học, thì ta có là mã môn học, ta test 4 ký tự. Rồi sau đó là tới tên môn học, vẫn là short test, ta cho 50 ký tự. Rồi số tiết lý thuyết, ta có lý thuyết và thực hành. Lý thuyết thì nó là một cái số, mình cho nó là number, mình cho nó là integer hoặc là single cũng được, mình cho nó integer đi ha. Thực hành tương tự, mình cho nó number và nó là integer. Thì ta có khóa chính là mã môn học, ta lưu nó lại. Thì bảng này là gọi là bảng T môn học. Ta ra được 3 bảng. Tiếp tục ta tạo ra bảng thứ tư, design nó lên. Bảng thứ tư là bảng T lớp học, thì mình có là mã lớp test 7 ký tự, tên lớp, test là 50 ký tự và cái số học sinh thì nó là một số, thì mình cho nó là number, và đơn giản nhất là chúng ta cho nó là integer, và ta đặt mã lớp là khóa chính, ta lưu lại ta T lớp học.
là ta đã có được cái bảng thứ tư. Tiếp tục là chúng ta có cái bảng thứ năm là bảng trường, là design đó, thì có mã trường và tên trường. Mã trường test 4 ký tự. Tên trường thì mình cho nó là short test 50 ký tự. Mình đặt khóa chính là mã trường, mình lấy mình ok. Mình đặt là T trường, tức là thế bô trường đó. Rồi, xong thì ta đóng nó lại. Tiếp tục ta tạo ra cái bảng thứ 6. Bảng học hàm, bảng học hàm thì có mã học hàm, tên học hàm và lương. Mã học hàm chúng ta cho nó test 3 ký tự. Tên học hàm 50 ký tự. Và lương thì chúng ta cho nó là long integer đi ha, là number long integer. Rồi chúng ta đặt khóa chính là mã học hàm. Chúng ta lưu lại bảng này bảng T học hàm. Chúng ta còn hai bảng cuối cùng là bảng T giáo viên và T giảng dạy. T giáo viên và T giảng dạy. Chúng ta tạo hai bảng cuối cùng. Thì chúng ta có mã giáo viên test 4 ký tự. Mã trường là chúng ta test cũng 4 ký tự. Mã học hàm ta test 3 ký tự. Bản này là bản T giảng dạy các em. Mã giáo viên, mã trường, mã học hàm. Không, bản này là bản T giáo viên rồi. Họ tên giáo viên test 50 ký tự. Và tới cái điện thoại. Điện thoại test thì 11 ký tự. Ta có khóa chính là mã giáo viên. Đặt nó lấy Marie K. Thì đặt tên bảng này là T giáo viên. Rồi, chúng ta còn một cái bảng cuối cùng nữa là cái bảng là giảng dạy. Thì có mã năm học test 9 ký tự. Mã học kỳ là test 3 ký tự. Mã lớp test 7 ký tự. Mã môn học là ta test là 4 ký tự. Rồi cuối cùng là mã giáo viên là test 4 ký tự. Giờ lý thuyết thì chúng ta chọn nó đúng hơn, chọn là integer. Giờ thực hành, giờ thực hành thì các em cho nó number integer. Rồi sau đó mình có bốn khóa chính thì mình nhấp vô bốn cột, mình đè phím shift vậy, chọn memory key, mình đặt bốn khóa chính, mình đặt bảng này là T giảng dạy. Như vậy là ta đã tạo ra được cấu trúc của 8 bảng. Tiếp tục là chúng ta làm cái câu 2. Câu 2 của chúng ta là chúng ta đi tạo cái mối quan hệ.
như thế này ha. Rồi thì các em nhấp vào là chỗ database tool, chúng ta chọn relationship, thì mình nhìn thấy cái bảng của mình á, thì mình add ra từ từ cũng được, hoặc mình add cùng một lúc rồi mình hiệu chỉnh. Thì mình điều chỉnh đầu tiên là có tê giãn dạy, mình nhìn vào cái hình ở trong cái bài tập, rồi tê năm học, tê học kỳ, tê môn học, tê năm học, tê học kỳ, tê môn học, mình hiệu chỉnh nó lại. Rồi tiếp tục là tê lớp học, tê giáo viên và tê tê trường, tê học hàm. À, chúng ta bắt đầu ta tạo mối quan hệ ha. Thì giáo viên có đầu tiên thì mình sẽ kéo nó qua bên tê giảng dạy, mình check cái đầu tiên ha. Mối quan hệ giữa mã giáo viên và mã giáo viên, create nó. Rồi tiếp tục là mã năm học, mã năm học có trước thì mình kéo từ mã năm học qua mã năm học, mình chú ý đây là mã năm học, mã năm học mình check nó. Mã học kỳ tương tự, mình check hai cái trường này giống nhau mình mới tạo mối quan hệ nha. Các em nhớ check vào cái đầu tiên. Và môn học. Rồi, tới mã lớp nè. Các em kéo từ cái bảng mã lớp nè, các em kéo qua bên đây. Em check vào. Tương tự, các em kéo từ trường, giáo viên này thuộc vào trường nào. Mã học hàm, mình chú ý hai trường này phải giống nhau, nếu khác nhau chúng ta nhập dữ liệu nó không đúng. Sau khi ta tạo xong cái mối quan hệ như thế này thì ta đã làm được cái phần 2. Rồi, đây là cái cơ sở ta tạo cấu trúc dữ liệu ban đầu, và các bước thứ hai thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta là nhập dữ liệu, nó sẽ nằm trong phần thứ hai. Chúng ta thực hành cái bài tập số 2 nha các em.